Xin chào đồng bào, lại là Mia đây. Hôm trước mình làm một cái khảo sát, hỏi là mọi người có muốn mình làm một cái room tour, cái phòng mà mình đang ở không? Thì phần lớn mọi người đều trả lời là có. Nên bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Chào mừng đồng bào đến với cái cửa kéo ngang mà anh chị chủ nhà mình đã chế ra để cho thuê cái phòng áp mái khá là cool. Thì mở cửa phòng ra, ập mặt là cái nấc thang lên thiên đường. Nói chung là cũng không thiên đường lắm tại vì mình là quỷ ngự trị ở trên đấy. Phòng mình là phòng áp mái, khá là rộng rãi, thoải mái, nhưng mà điểm trừ là mùa hè thì nóng hơn, còn mùa đông thì lại lạnh hơn bình thường. Thì vừa lên khỏi cầu thang thì ập vào tầm nhìn là một cái tranh ca sĩ R&B người Canada, tên là Neil Young. Cái hình này thì mình lấy ở trường về, tại vì lúc mà lấy về khung hình màu đen, nhưng mà mình đã dán giả gỗ lại cho nó tiệp màu với phòng. Thì sát bên đấy là một góc mình để giá sách với lại để cây. Mình rất thích đọc sách, nghe hơi xến xẩm một chút, nhưng mà khi mà mình đọc sách thì nó vừa mở mang trí thức này, vừa luyện trí tưởng tượng bay cao như kiểu sữa Fristy. Đây là một vài quyển tiểu thuyết bằng tranh mà mình rất là thích của tác giả Eleanor Davis, của Louis Nicely. Và mình cũng có một vài quyển tiểu thuyết rồi truyện bằng tiếng Việt nữa. Ngăn tiếp theo là mình để những cái đồ trang trí. Thì cái này là một cái lọ hoa của bạn mình tặng hồi đại học. Bọn mình lấy lớp làm gốm chung nha. Thì cái này là một cái lọ hoa bằng gốm hình cái con yêu tinh. Đây là cái quả cầu tuyết mình mua hồi Giáng sinh lúc mình mới qua thì vậy. Rồi đây là một cái bản print, kiểu như là người ta in bằng đồng á, in lên đây rồi người ta tô màu ở trên Quebec. Rồi cái này là một cái canvas gỗ mà cái khung gỗ mình để cho đẹp thôi. Và cái này là máy phim Nikon, máy tự động. Ngăn dưới này thì mình để phần lớn là sổ, những cái sổ mình vẽ này, album hình, sticker, mấy cái sổ mà mình đã vẽ xong rồi mình cũng sẽ để ở đây. Rồi phía bên này thì phần lớn là những cái sách kiểu như là reference, mấy cái sách mà vẽ hình thể người rồi để mình xem màu các thứ ấy. Đấy. Đấy, bên này là sách học thuật của mình, chỉ có nhiêu đây thôi. Ngăn dưới này thì mình để các loại giấy để mình in truyện tranh rồi in ấn các thứ. Rồi bên này thì có một vài cái giấy tờ linh tinh các thứ ấy. Còn cái này là một cái folder lúc mà mình chụp điện ảnh. Còn cái này cái này là bánh trứng bạn mình mới cho. Bên trong này nó có mấy cái loại snack khác. Mình không có để snack nhiều trong phòng ấy, vì mình ăn rất là nhiều nếu mà mình để. Rồi tiếp đến cái rổ này thì rất là linh tinh. Đây là cỏ vẽ này. Trong này là rất là nhiều hình Polaroid của mình, trong cái hộp Minion này. Rồi cái này là phim, nói chung là để đồ linh tinh thôi. Vậy cái này là cái dưỡng thẻ mình dùng hàng ngày. Ngăn cuối cùng thì mình để đây là mấy cái đồ mà họa phẩm mình vẽ. Cái này là để rửa cọ này. Cái đôi giày này mình chụp, mình để đây để mình tập chân tiện. Còn cái hộp này là để mấy cái đồ mà mình mấy cái đồ văn phòng phẩm linh tinh, bút rồi băng keo các thứ. Còn trong kia là bằng đại học với lại bằng tốt nghiệp cấp 3 của mình. Đến bên cạnh cái giá sách là một cái giá treo đồ kiểu như là đồ đi về mà mình mặc giỏ ấy, thì mình sẽ treo ở đây. Thì bây giờ mình có treo một cái khẩu trang với cái túi này của mình, túi này mình mua ở bên Hàn như vậy, của hiệu Depal. Rồi cái kia là cái lăn bụi, mỗi ngày mình lăn bụi ở trên giường ấy. Rồi cái này là để rửa mặt với lại bôi kem với một cái dù. Còn dưới đây mình để em bất tờ, đây là cái cây mình trồng từ cái hạt bơ ấy, mình để đây. Mọi người bảo là mình không nên để cạnh giường thì mình đã để đây. Rồi mình để trên một cái kệ gỗ, một cái ghế gỗ thì đúng hơn, một cái ghế gỗ này.
cái này là mình rất ghét luôn ấy. Ở trong phòng mình ấy, mình không hề thích cái này một chút nào, nhưng mà nó dính vào tường nên mình không thể di chuyển. Cái này anh chị chủ nhà set cho mình là một cái điều hòa, cái máy lạnh ấy. Ở bên này thì mình để một cái thảm yoga, thì mình tập xong rồi mình sẽ cuốn vào đây. Tiếp đến mình sẽ nói với cái thanh này nhá. Thì cái layout của cái phòng này hơi kỳ, tại vì cầu thang đi lên ở giữa, xong rồi hai bên thì mình không có nhiều khoảng không lắm, nhưng mà mình rất thích cái lan can này. Tại vì nhiều khi đồ, đây là khăn tắm với khăn lau đầu của mình ấy, thì mình dùng xong mình có thể vắt lên đây cho nó khô, mà nhìn nó không bị đùm vào cái đống mà phía bên kia ấy. Nên là điểm 10. À, bên này thì mình để một cái nhiệt độ kiểu cái sưởi ấy. Tại vì thời tiết dạo này kiểu nó cũng không lạnh lắm mà nó cũng không nóng lắm, nên là kiểu có hôm thì mình phải bật sưởi, có hôm thì mình phải bật điều hòa. Nói chung là đấy là sự thật ở Canada mọi người. Khu bên này thì là giường ngủ của mình thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng các bạn bảo là, có mấy bạn bảo với mình là giường ngủ này mà nếu mà được cho để xuống đất ấy, mà không có cái khung giường ấy thì sẽ đẹp hơn. Mình cũng rất muốn là như thế, nhưng mà tại vì cái khung giường này nó đi sẵn với cái phòng của mình, nên là mình cũng không thể vứt đi được, tại vì cái này cũng không phải của mình ấy. Đây là cái mền mỏng của mình để mình đắp mấy hôm mà không quá lạnh ấy. Thì cái mền này là kiểu mền quilted, không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà kiểu nó có tất cả các cái màu ấy, nó từng ô này này khác màu nhau. Nhưng mà mình không thích nó quá rực rỡ trong phòng, nên là mình để cái phần mặt nâu này quay ra. Mình có một cái bàn này để mình hôm nào mình lười, mình không ngồi trên bàn học ấy, thì mình sẽ ngồi đây, mình edit ở trên giường luôn. Con gấu này thì mọi người chắc cũng biết, tại vì cái này mua ở Miniso này. Nên mình có hai cái gối. Mình không thích nằm gối lắm, nhưng mà mình rất thích có gối bên cạnh mình lúc mà mình ngủ, nên là mình có một con gối với hai cái gối. Gối này thì mình mua ở IKEA. Cái ra giường cũng mua ở IKEA thì phải. Với lại cái vỏ mền này thì mình mua của Muji. Thì mình treo một cái Dreamcatcher, màu cũng tiệp với lại phòng luôn. Còn cái print này thì mình mua ở bên Pháp, ở trên một cái chợ đồ cũ ấy, ở ngoài trời ấy, thì mình thấy nó khá là cool nên mình đã mua. Kiểu như là cái poster, kiểu như là poster quảng cáo hồi xưa ấy. Ở đây mình có một cái kệ đầu giường, thì ở bên này mình để một cái đèn ngủ để buổi tối. Mình không thích ngủ trong bóng đêm, nên là mình thường sẽ bật cái đèn này lên, xong rồi mình gá vào đây này cho phòng mình nó không tối hẳn ấy. Rồi tiếp đến là một cái bình nước của IKEA. Thì mình không, phòng mình ở phía trên cái áp mái ấy, là mình phải mang nước lên đây để uống. Rồi có khung hình của bạn bè và gia đình mình ở đấy, một cái cốc nước này, nhưng mà thường mình sẽ đổ cái nước này ra đây để uống. Còn cái này là một cái bình kiểu như là phun sương ấy của Muji, nhưng mà mình không dùng cái tinh dầu nữa, tại vì mình thấy nó có vẻ như không tốt cho sức khỏe lắm ấy. Còn cái này là một cái nến bạn mình tặng Giáng sinh thì phải. Còn cái này là hai cái chai nước hoa mình hay xịt. Bên này là bàn học của mình, bàn làm việc. Thì hồi xưa lúc mà mình làm cái video room makeover ấy, thì nhiều bạn bảo mình là để cái ghế này chỗ tủ bên kia thì ngồi sẽ hơi khó chịu. Thì công nhận là nó khó chịu thật, tại vì mình thấy hồi đấy mình không có cái bàn này ấy, thì kiểu lúc nào mình cũng hơi lười nhác ấy, tại vì ngồi ở bên kia nó khá là mỏi chân. Nên là mình vẫn mua cái bàn tròn này, nhìn cho nó kiểu Hàn Quốc các thứ. Thì cái bàn này mình có một cái khăn trải bàn màu kem. Rồi cái ghế này mình cũng mua ở Muji này. Thì cái lavender này mình mua ở Farm Lavender ở cách đây rất là lâu rồi ấy. Nhưng mà nếu bạn nào ở Toronto mà muốn mua ấy, thì ra mấy cái tiệm hoa nó sẽ đều bán một bó khô khoảng tầm 10-15 đô hay sao ấy. Rồi trên này mình dán hai cái tranh của Depal. Lúc mà mình mua túi thì nó có, nên là mình dán ở đây cho nó đẹp. Rồi đây là một cái bình hoa mua, nhưng mà mình cắm bút vào trong này, cắm mấy cái cọ mình hay dùng ở đây cho nó tiện. Rồi đây là cái ly matcha mình đang uống dở. Thì đây cho mọi người xem cái đựng cái ly, cái lót ly này của bạn mình làm cho mình. Thực ra nó là quả lê, nhưng mà bạn mình cái kỹ năng không giỏi lắm nên là chỉ làm được hình tròn thôi.
thì nó có cái lá như này rất là dễ thương. Đấy, tiếp đến là cái con Google Home của mình, nhưng mà mình hình như là bị cái gì nó cắn hay là bị làm rơi nên là bị rách ở chỗ này. Màu mint. À, cái này là một cái rổ mình đang làm mấy cái sticker để bán ấy, nên là mình để tạm ở đây. Trong này có cái này là cái điều khiển độ của cái sưởi này, rồi cái đấy, nói chung là đồ linh tinh. Rồi bên này có một em iPad của mình. Mình làm rơi vỡ cái này, hôm nay mình đang đợi một cái case mới là đến. Có chuột này, có MacBook, điện thoại. Nói chung là khu này để mình làm việc thôi. Còn ghế thì mình mua cái cushion này, cũng là của IKEA luôn. Ngồi khá dễ chịu. Với lại mình để cái tote bag của mình ở đây. Dưới này thì mình có một cái thùng rác để giấy rác linh tinh. Còn đây là khu bàn trang điểm của mình. Thì hồi xưa cái khu này mình có để một cái ghế ở đây để làm bà việc, nhưng mà nó không có thực sự hiệu quả lắm, nên là bây giờ mình chỉ để kiểu ngồi bôi kem hay trang điểm các thứ thôi. Thì ở trong góc bên phải là một cái máy in. Mình dùng cái máy in của Epson, loại thân thiện với môi trường, có nghĩa là cái mực in ở trong này mình in nát nước luôn ấy, nhưng mà mực mới chỉ hết có một chút xíu. Dưới cái máy in mình để một cái kệ bé bé để một số đồ linh tinh. Năm đầu tiên mình để thuốc, cái đĩa này là để vẽ tranh, đồ cá nhân, sưng, thuốc, nước rửa tay. Nói chung là thuốc, nói chung lại cái cuộn này là để lăn bụng. Board game, là búp bê, là trang trí, là bút mực. Cuối cùng mình để màu, mình vẽ. Những cái họa phẩm mà mình hay thường vẽ thì mình để đây. Còn cái này là để lau cọ. Đấy. Còn đây là đèn bàn học của mình, cái đèn mà mình mua từ hồi mình xem. Đây là cái cây bạch đàn lá tròn, hay còn gọi là cây eucalyptus. Một dạng cây trang trí trong nhà mà lá nó cũng rất là thơm. Người ta hay dùng cái lá cây này để chiết xuất ra cả những cái tinh dầu ấy. Thì còn cái nhân vật ngồi dưới gốc cây này là đầu bếp tí hon của mình. Để mình khoe cho đồng bào xem nhá. Đấy, rất là tài năng. Trên tủ này mình có bày một cái gương vintage. Mình mua đồ cũ ở trên Facebook Market. Mình thấy rất là hợp với cái vibe của phòng mình. Nhìn thế thôi nhưng mà cái gương này viền nhựa nên nó khá là nhẹ, nó không có thực sự là nặng ấy, nên là mình không sợ nó trượt, bị vỡ. Còn cái máy quay đĩa này mình mua ở Urban Outfitters hồi Giáng sinh. Hình như là nó giảm 50% nên mình mua chỉ có 50 đô thì phải, của hiệu Crosley. Mình thì không phải chuyên gia về đĩa than, nhưng mà mình hay mua sưu tập các cái đĩa than ở mấy cái tiệm đồ second hand này, hoặc là mình mua Urban Outfitters cũng bán, nhưng mà giá thì nó sẽ chát hơn một chút. Và đây là một vài cái đĩa than mà mình sưu tập được của Rita McNeil, Michael Bublé, Bee Gees, Beth Evans, The Beatles. Với lại cái này mình được tặng sinh nhật. Trên tường mình treo một cái macrame mình mua được hôm đi Quebec khá là lâu rồi. Cái macrame này là kiểu giống như là một cái người ta đệm bằng tay để treo lên tường để trang trí ấy. Còn đây là một cái ống mình để cọ trang điểm ở trên mặt bàn dùng cho nó tiện. Bây giờ mình sẽ mở tủ cho mọi người xem. Ngăn bên phải trên cùng thì mình để đồ linh tinh như gương cầm tay này, quạt cầm tay, nước hoa linh tinh các thứ. Rồi bên trái thì toàn là đồ mỹ phẩm. Đây là đồ trang điểm của mình này, bông tẩy trang, bông ngoái tai, rồi các cái đồ dưỡng da, ví dụ như kem dưỡng ẩm, rồi BHA của mình. Đấy, thế thôi. Còn dưới đây thì mình để tất cả các cái đồ điện tử, máy ảnh, phim, cassette, rồi pin, rồi dây sạc các thứ. Mình để đèn. Đèn này là cái đèn để mình dùng để quay những cái ngày trời nó râm râm ấy. Rồi đây là pin sạc dự phòng, tripod. Còn ngăn phía dưới cuối cùng đây mình để rất là nhiều bông tẩy trang, với lại tất cả các cái loại túi xách nhỏ nhỏ mà mình có thể đặt để vừa vào dưới này. Rồi mình để cả mắt kính.
Còn hai ngăn bên phải này thì chỉ là áo thun với lại đồ lót, đồ vớ của mình thôi. Còn ngăn phía trên này là đồ màu đen, còn ngăn phía dưới đây là vớ với lại áo thun màu trắng với lại mấy cái dây lưng. Từ phòng ngủ mình nhìn vào đây thì nó là một cái phòng gọi là cái kho. Mình ở trong này thì mình không có trang trí đẹp, tại vì mình không vào đây thường xuyên lắm. Thì trong này mình để đồ linh tinh các thứ, kiểu giống như là một cái kho đúng nghĩa luôn đấy. Thì bên này mình có một cái kệ tủ, mình để ba lô này, đây này là nón, dưới này là toàn là túi xách các thứ của mình, dưới này thì là giày dép với lại mấy cái đồ cleaning để mình dọn dẹp trong nhà. Với cái đấy là cái ván trượt mà mình không thể nào trượt được tại vì mình quá nặng. Nó mình ngã 800 triệu lần ở trên cái bàn đấy rồi. Còn bên cạnh bên này thì đây là tất cả những cái họa phẩm của mình từ 4 năm đại học. Và bây giờ mình không biết là để đâu. Thì mình để tạm ở trong này. Thì đây, đây là tất cả những cái tranh mà mình đã vẽ này. Tranh tốt nghiệp này. Cái này lúc trước mình đi uống soju bạn mình vứt ở đây. Rồi giấy, rồi nói chung là bút, họa phẩm các thứ, những cái đồ mà đất sét rồi sketchbook các thứ thì ở trong này hết. Khá là bừa, tại vì thực sự thì phòng này mình cũng không có hay vào lắm ấy. Đấy, đây là tiếp tranh hồi năm 2 này, rồi tranh các thứ. Ván trượt, mình để quần áo bẩn của mình ở khu này. Để khi nào mà mình giặt thì mình sẽ mang ra tiệm giặt. Tiếp đến bên đây là một cái giá giày, thì có giày mùa hè, mùa đông, dép lê các thứ. Trên này thì mình để mấy cái đồ linh tinh, thắt lưng. Mấy cái đồ này mình sẽ đem đi donate. Rồi bên khu bên đây thì toàn là vali các thứ. Rồi hồi xưa mẹ mình sang đây ấy, thì mẹ mình để lại một số đồ thì nói chung là để đây cho nó gọn. Còn bên đây là quần áo của mình. Thì trên này là toàn áo khoác và bên đây bên này là hoodie này. Rồi váy thì mình chỉ có 3-4 cái thôi. Rồi áo khoác. Rồi dưới này thì mình có 4 cái thùng bé bé này thì mình sẽ để cái này là đồ ngủ này, quần jean, quần chân váy, rồi trên này là áo len. Thế thôi, khá là đơn giản. Thì đấy là phòng, một cái kho của mình nhìn khá là bừa bộn. Nhưng mà đấy, tại vì mình ít vào đây nên mình cũng không chú trọng lắm về cái chuyện trang trí đồ ở trong này ấy. Đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thấy video này hay đừng quên chia sẻ, like, bấm nút chuông lên và đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp mọi người lần sau, bye bye.